Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch sư ông. Con xin phép cung tuyên tiểu sử sư ông, nhắc lại công hạnh sâu dày của sư ông để tất cả những người học biết được và noi gương lành của sư ông. Sơ lược tiểu sử, thiền sư thường nhất hạ hạnh. Thiền sư thích nhất hạnh, thế danh Nguyễn Xuân Bảo, sinh năm Bính Dần 1926, tại làng Thành Trung, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, là con kế út trong gia đình có 6 anh chị em. Cha là cụ ông Nguyễn Đình Phúc, mẹ là cụ bà Trần Thị Dĩ. Năm 1942, xuất gia tại tổ đình Từ Hiếu với thiền sư Thanh Quý Chân Thật, được ban pháp danh Trừng Quang. Tháng 9 năm 1945, thọ giới sa di với bổn sư, được ban pháp tự Phùng Xuân. Năm 1947, theo học Phật học đường Báo Quốc Huế. Năm 1949, rời Huế vào Sài Gòn tiếp tục tu học, bắt đầu sự nghiệp sáng tác với pháp hiệu Thích Nhất Hạnh, một trong nhiều bút hiệu của thiền sư. Đồng sáng lập chùa Ấn Quang, làm giáo thọ Phật học đường Nam Việt. Tháng 10 năm 1951, thọ giới lớn tại chùa Ấn Quang, Sài Gòn với Hòa Thượng Đường Đầu Thích Đôn Hậu. Năm 1945, Tổng hội Phật giáo giao trách nhiệm cải cách giáo dục, làm giám học Phật học đường Nam Việt. Năm 1955, làm chủ bút Nguyệt Sang Phật giáo Việt Nam, cơ quan ngôn luận của Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Năm 1957, thành lập Phương Bối Am, Bảo Lộc. Năm 1961 đến năm 1963, tham học, nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Princeton và Columbia, Hoa Kỳ, sáng tác đoạn văn Bông Hồng Cài Áo. Năm 1964, được mời trở về Việt Nam tham gia lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thành lập Viện Cao đẳng Phật học Sài Gòn tại Chùa Pháp Hội, tiền thân của Viện Đại học Vạn Hạnh và Nhà xuất bản Lá Bối, làm chủ bút Tuần sang Hải Triều Âm, cơ quan ngôn luận của Viện Hóa Đạo. Năm 1965, thành lập Trường Thanh niên Phụng sự Xã hội. Năm 1966, thành lập Dòng tu Tiếp Hiện. Ngày 1 tháng 5 1966, được Bổn sư Phú Pháp truyền đăng tại chùa Từ Hiếu và được kế thừa trú trì tổ đình Từ Hiếu sau khi Bổn sư viên tịch. Ngày 11 tháng 5 1966, rời Việt Nam kêu gọi hòa bình, bắt đầu 39 năm lưu vong. Năm 1967, được mục sư Martin Luther King Jr. đề cử giải Nobel Hòa bình. Năm 1968 đến năm 1973, vận động hòa bình Hội nghị Hòa bình Paris 1968-1973. Trong thời gian này, được mời dạy môn lịch sử Phật giáo Việt Nam tại trường Đại học Sorbonne Pháp Quốc và soạn Việt Nam Phật giáo Sử luận 3 tập với bút hiệu Nguyễn Lan.
Tháng 9 năm 1970, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chính thức đề cử làm lãnh đạo Phái đoàn Phật giáo Hòa bình tại Hội nghị Paris. Tháng 5 năm 1970, tham dự soạn thảo tuyên ngôn Manhattan về vấn đề tàn hại môi sinh, ô nhiễm môi trường và gia tăng dân số cùng các cộng sự. Gặp ông U Thanh, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, và được ông cam kết yểm trợ. Năm 1972, chủ trì hội nghị môi trường có tên Đại Đồng với nội dung sinh thái học bề sâu, tính tương tức và tầm quan trọng của việc bảo hộ trái đất. Năm 1971, thành lập Phương Vân Am Paris. Năm 1976, cứu giúp thuyền nhân và thực hiện chương trình Máu chảy ruột mềm. Năm 1982, thành lập đạo tràng Mai Thôn tại Pháp. Năm 1998, thành lập tu viện Thanh Sơn, Hoa Kỳ. Năm 2000, thành lập tu viện Lộc Uyển, Hoa Kỳ. Năm 1999, cùng với các chủ nhân giải Nobel Hòa bình, soạn thảo tuyên ngôn 2000 về một nền hòa bình và bất bạo động cho thiên niên kỷ mới. Năm 2005, trở về Việt Nam lần thứ nhất, thành lập tu viện Bát Nhã Bảo Lộc. Năm 2007, trở về Việt Nam lần thứ hai, tổ chức ba đại trai đàn bình đẳng chẩn tế tại ba miền. Năm 2008, trở về Việt Nam lần thứ ba, thuyết giảng tại lễ viết xác Liên Hiệp Quốc. Năm 2008, thành lập Viện Phật học ứng dụng Âu Châu, Đức, Tu viện Bích Nham, Tu viện Mộc Lan, Hoa Kỳ, Thiền đường Hơi thở nhẹ, Paris, Làng Mai, Thái Lan, Viện Phật học ứng dụng Á Châu ở Hồng Kông, Tu viện Nhập Lưu, Úc, Ni Xá Diệu Trạm, Ni Xá Cảm Tịch, Việt Nam, tiếp tục mở rộng công trình Hoằng Pháp và xây dựng tăng thân trên khắp thế giới. Tháng 10 năm 2018, trở về an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu Việt Nam. Lúc 1 giờ 30 sáng, ngày 22 tháng Giêng năm 2022, an nhiên thị tịch tại Thất Lắng Nghe, Tổ đình Từ Hiếu, trụ thế 96 năm 70 Hạ Lạp. Nam mô Nhất Tâm Đảnh Lễ, Tân Viên Tịch, Tự Lâm Tế Tông, Tứ Thập Nhị Thế, Liệu Quán Pháp Phái, Đệ Bát Thế, Từ Hiếu Tổ Đình Niên Trưởng Trụ Trì, Mai Thôn Đạo Tràng Quốc Tế Khai Sơn, Húy Thượng Trừng Hạ Quang, Tự Phùng Xuân, Hiệu Nhất Hạnh Thiền Sư, Nguyễn Công Hòa Thượng.